các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm airdrop nhận được 20 tỷ đồng token FEC token Pro nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 1.805 tài khoản holder, đã phát sinh 4.525 đợt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website làm airdrop.net. Mình truy cập website được mình nhập phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, sao chép con chép. Các bạn có thể sử dụng nick copy con chép nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình nhé. Ký hiệu token là FGP. Số token là 18 nhé. Thêm token. Nhập thêm một cần nhé. Rồi, sau khi đã thêm một địa chỉ tôi cần mình biết, các bạn quay trở lại website của Amazon cho nên tìm tới bước 2 nhé, bằng link của họ đây để nhận một cần nhé. Rồi, các bạn kết nối ví, nút kết nối ví để kết nối nhé. Sau đó các bạn kéo xuống phần dưới này. Chương trình đã đọc vẫn sẽ kết thúc vào 11 ngày đấy nhé. Các bạn cần làm các bạn nhấp phần này, còn các bạn mua thì các bạn nhấp phần này nhé. Rồi, mình cần làm ký ra là 0.0006 BNB nhé. Tôi xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamarvas.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tốt cần mới nhất trên nền mạng Binance.chain nhé. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần và nhiều sàn khác, bạn các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Trên đây có nhiều sàn khác, cái cột bên cạnh tay phải đây là những cái dự án sắp kết thúc. Các bạn vào đây giả lại xem những dự án nào bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé, để không bỏ lỡ cơ hội miễn phí phần thưởng token nào cả. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 200 triệu đồng token token Pro. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.